Người phát ngôn chính phủ hoàng gia Campuchia kịch liệt bác bỏ các tin tức nói rằng một công ty của Việt Nam sẽ vận hành các xe taxi điện ở Campuchia theo hai bài được đăng liên tiếp gần đây trên trang web thuộc bộ thông tin của đất nước này. Hai bài đăng này của bộ cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm 14 tháng 12, người phát ngôn của chính phủ Campuchia nói rằng thủ tướng Hun Manet chưa chấp thuận kế hoạch của tập đoàn Việt Nam VinGroup nhắm đến đưa taxi điện vào hoạt động ở Campuchia. Tuyên bố viết rằng vào ngày 13 tháng 12, có thông tin được đăng trên một số tờ báo và được chia sẻ trên mạng xã hội nói rằng Vingroup lên kế hoạch đưa 2.500 xe taxi điện vào hoạt động ở thủ đô Phnom Penh, Sihanoukville và Siem Reap. Người phát ngôn của chính phủ Campuchia lưu ý trong bản tuyên bố rằng điều đó đã gây hiểu nhầm trong công chúng rằng hãng của Việt Nam sẽ bắt đầu hoạt động ở Campuchia vào năm 2024. Tuyên bố được bộ thông tin Campuchia đăng tải nói rằng chủ tịch của Vingroup, tức tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đã tiếp kiến thủ tướng Hun Manet khi ông thăm Hà Nội trong hai ngày 11 và 12 tháng này và ông Vượng đã đề xuất mong được đầu tư vào một công ty taxi sử dụng ô tô điện ở Campuchia. Tuy nhiên, người phát ngôn khẳng định trong bản tuyên bố rằng thủ tướng của Vương quốc Campuchia không cấp phép cho đề xuất đó. Hồi tháng 10, GSM có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh công bố với báo chí Việt Nam rằng họ làm thủ tục để nhập 150 xe điện VinFast đầu tiên vào Lào, một nước láng giềng khác của Việt Nam, là bước dọn đường cho việc GSM sẽ mở dịch vụ taxi điện ở Lào trong năm nay với đội xe có thể lên tới 1.000 chiếc. Công an Việt Nam hôm 21 tháng 12 bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương vì ông này bị tình nghi nhận hối lộ, theo Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ cho biết trong cùng ngày. Trang thông tin chính phủ và các báo Việt Nam nói rằng việc nhà chức trách bắt giữ và khám xét chỗ ở nơi làm việc của Thứ trưởng Hải, 60 tuổi, là một phần trong quá trình điều tra về công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải du lịch xuyên Việt OI và một số cơ quan tổ chức liên quan. Công ty này và các bên liên quan bị nhà chức trách cáo buộc về một loạt các sai phạm gồm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đối lộ nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Tất cả những vi phạm này đều có thể bị trừng trị căn cứ vào Bộ luật hình sự của Việt Nam. Xuyên Việt Oil, một trong số gần 40 doanh nghiệp xăng dầu lớn ở Việt Nam được quyền xuất nhập khẩu xăng dầu, đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất nhập khẩu hồi giữa tháng 8 sau khi bộ thực hiện thanh tra một số thương nhân đầu mối xăng dầu. Tính đến hết tháng 6 năm nay, Xuyên Việt Oil nợ hơn 1.500 tỷ đồng tiền thuế, theo báo chí trong nước trinh dẫn thông tin của nhà nước cho biết, trước khi công an bắt Đông Hải cũng liên quan đến vụ án gắn với Xuyên Việt Oi, một loạt các nhân vật khác đã bị bắt tạm giam với cáo buộc gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước và nhận hối lộ. Một người từng là cấp trên của ông Hải ở Bộ Công Thương là ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định phải chịu trách nhiệm về những sai phạm nêu trên. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2023 dự tính sẽ đạt kỷ lục gần 5,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm gần 2 phần 3 với sầu riêng đã trở thành trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, theo số liệu do nhà chức trách nước này công bố. Con số 5,6 tỷ đô la này đánh dấu mức tăng gần 66% so với năm ngoái, theo số liệu của Tổng cục Hải quan được Trang Nông nghiệp Việt Nam dẫn lại cho thấy. Chỉ riêng Trung Quốc trong 11 tháng vừa qua đã nhập 3,4 tỷ đô la rau quả của Việt Nam, tăng gần gấp rưỡi so với năm ngoái và chiếm 65,5% thị phần trong khoảng thời gian đó, theo số liệu của Hiệp hội rau quả Việt Nam được trang mạng VN Express dẫn lại. Với kết quả này, rau quả đã vượt gạo, hạt điều, cà phê để trở thành nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Ngoài Trung Quốc, các thị trường lớn khác của rau quả Việt Nam còn gồm có Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong tổng số 5,6 tỷ đô la xuất khẩu rau quả này, chỉ riêng sầu riêng đã chiếm 40%, giữ tỷ trọng lớn nhất theo sau là mít, dưa hấu, bưởi, nhãn, cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan. Kể từ cuối năm ngoái, Trung Quốc đã cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam theo đường chính ngạch. VN Express dẫn lời ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Giao quả Việt Nam, cho biết sở dĩ xuất khẩu giao quả Việt Nam có mức tăng ấn tượng như vậy là nhờ Trung Quốc mở rộng thị trường. Khi sang thăm Việt Nam hôm 12 tháng 12 để tuyên bố cùng nước này xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai, chủ tịch trung quốc tập cận bình đã hứa hẹn sẽ mở cửa thêm thị trường cho các loại rau quả khác của việt nam trước mắt là trái dừa tươi sau đó sẽ là các loại quả có muối bơ và máng cầu tuyên bố chung giữa hai nước cũng nhất trí đảm bảo thông quan thông suốt hàng hóa và thí điểm cửa khẩu thông minh tại biên giới để tăng hiệu suất thông quan